rồi kìa mọi người, cá tắm luôn nha mọi người. Ok, hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người tiếp tục đến với channel Vật Lý Giọt Sống Hoang Dã của anh em tụi mình. Thì như đã hứa thì bữa nay Tùng sẽ đi săn cá nha mọi người. Người nè, nhìn cái ná bắn cá của mình nè, mình mới vừa đổ thêm một cái nè nha mọi người. Mình đổ thêm cái miếng tôm này nè nha mọi người, để mỗi khi mình bắn á, là cái mũi tên này nó không có đụng vào vô tay nha mọi người. Mình coi mấy cái clip trên mạng á, là coi người ta bất cẩn á, người ta bắn mà không bị dính lại nha mọi người, nó quất vô cái tay, ghim vô tay luôn á nha mọi người. Nói chung là rất nguy hiểm nha mọi người. Nên mình vừa về mình đổ một cái miếng tôm nha mọi người. Mình cũng có đặt mua trên mạng rồi, nhưng mà nó gửi tới muộn quá nha mọi người. Thôi bây giờ trong lúc nó chưa tới thì mình cũng có đổ một cái miếng tôm này, sẵn tiện bây giờ mình đi săn cá luôn cho mọi người xem nha mọi người. Mọi người coi cái hồ này nè, để anh cái hồ này nè, mọi người coi đẹp nha. Đây, cái hồ này là chuẩn bị mình sẽ đi săn đây. Đó, mọi người thấy chưa, những cái hồ hấp dẫn chưa. Bây giờ mình sẽ đặt máy đây nha mọi người, chờ thời cơ tới thôi, chờ khi nào mà cá ở dưới nó nổi lên á. Bây giờ mình ngồi để mình nói chuyện á, nó hơi ồn á, thành ra cá ở dưới nó lặn hết ở dưới rồi. À, tí nữa mình ngồi đây đợi thời khi nào mà nó nổi lên rồi mình bắn cho mọi người xem nha. Coi trượt rồi mọi người, con cá thiệt to luôn và trượt quá. Những cái lá cày, công nhận mình bắn gà ghê luôn, to chà bá lửa luôn mà không dính. Bắn luôn bên kia còn dính không nhau. Chắc chắn là không dính rồi. Nhìn kìa, nguyên một bầy cá nó đang ăn trái nha mọi người. Đây có một con này. Nhiều quá không biết bắn con nào luôn.
dính cá rồi mọi người. Cuối cùng cũng đã dính. Em đầu tiên nha mọi người. Ui xa. Mọi người nhìn nè. Em đầu tiên nha mọi người, cá tắm luôn nha mọi người. Rồi, em đầu tiên. Ghê quá mọi người. Lần đầu tiên mình bắn trúng cá đây. Cứ tưởng là trật. Rồi bây giờ không biết tháo nó ra kiểu gì đây. Mọi người thấy không? Đã không? Xuyên cái đầu luôn nha mọi người. Mọi người nhìn nè. Xuyên cái đầu luôn. Bay qua cái mang luôn. Từ cái đầu qua tới cái mang luôn. Đánh cứng nhắc luôn. Cái này chỉ có cắt dây thôi chứ làm sao mà tháo ra được mọi người. Mọi người thấy chưa? To. Rồi thấy hàng em đầu tiên luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình tháo nó ra nè. Rồi ok, bây giờ mình xỏ được em đầu tiên rồi nha mọi người. Xỏ đơn giản vậy thôi chứ mình không có đồ đựng nha mọi người. Chứ mà như vậy nhìn nó mới văng giả. Đã mọi người. Rồi bây giờ mình đi săn tiếp nha mọi người. Mọi người tiếp tục theo chân Thuận đi tiếp nha. Không biết cái đàn nó chạy đâu mất tiêu. Ôi trời ơi, dạy mà trượt không ơi. À, điên thiệt chứ. Trị hết rồi, gặp cái chết. Đặt đồ mọi người. Bắn quá ghê. Nhưng mà không trúng. Bắn chính xác vậy mà trật mình lại luôn. Rồi, bây giờ chỉ có cắt ra mới bắt được thôi nha mọi người. Chứ không lấy ngược lại khó lấy lắm. Rồi, em thứ hai luôn nha mọi người. Để đó tí nữa mình kiếm bọc mình bỏ vô, bây giờ mình cột lại luôn nè. Cột lại tiếp nha mọi người. Mình mới tập bắn, bữa nay là hồi bữa mình bắn được hai lần và bắn được hai phát, bữa nay mình bắn được mấy phát nữa nha mọi người, dính được hai em. Nói chung là mới bữa đầu ra quân mà được như vậy là cũng ok rồi nha mọi người. Không mọi người, lòi ruột luôn, bắn xiên lòi ruột luôn nè, kêu quá. Rồi bây giờ mình đi săn tiếp nha mọi người theo chân Thuận đi bắn cá tiếp nha. Coi kìa, có con rắn nước nó bò kìa.
đang bơi dưới nước nè, mọi người thấy không, đang bơi vô bờ chỗ mình nè, mọi người thấy không? Thôi bây giờ mình tranh thủ mình về nha mọi người. Giờ trời tối quá. Hồi nãy mình đi 4 giờ mà bây giờ mới có 5 giờ à, tầm 5 giờ à, mà trời nó tối mắt nha mọi người. Bắn được có 1 tiếng đồng hồ à. À mới có chưa được 5 giờ mà trời nó sẫm tối luôn nha mọi người, mù đen luôn à. Chả hiểu tại sao nay nhanh tối dữ vậy không biết nữa. Mới bắn chưa được tiếng đồng hồ à. Mà hồi chưa được tiếng đồng hồ bắn được 2 con nha mọi người. À, được một em cá mè với lại một em cá rô nha mọi người. Trời ơi con này mới bỏ xuống con gì nó đớp cha mất cái đuôi nó rồi. Còn sống luôn nha mọi người. Con cá rô còn sống nè. Lại được con cá mè nha mọi người. Đó thành quả được hai em. Chung là hai con này cũng tầm được cỡ ký nha mọi người. Con này to lắm nè. Lại một con cá rô tầm bằng tay. Lại một con cá mè. Mọi người coi nè, cái đồ này không biết sao mà nó làm dở ghê á. Nói nè. Coi mình mới bắn có mấy cái mà nó muốn đứt luôn rồi nha mọi người. Mọi người coi nè. Chắc cái này về phải làm lại thôi chứ nó đứt cha rồi. Này mà bắn để nó tụt ra nguy hiểm lắm nha mọi người. Đó thành quả bữa nay ngày đầu ra quân bắn cá bữa nay được 2 con nha mọi người. Bắn cái tầm cỡ gần tiếng đồng hồ. Cá nó kiểu như mình mới vô á thì cá nó còn nổi, nó nổi được một chập cái mình bắn cái nó đọng nước cái nó lặn hết ở dưới đáy nha mọi người. Nên không có để bắn. Lâu lâu mới bắn được cá thôi. Thành quả được 2 con này, 2 con này là được về đủ nhậu rồi nha mọi người. Đó được 2 con. Thôi bây giờ Thuận tranh thủ về nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha mọi người. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em tụi mình với nha. Thôi bây giờ Thuận về đây. Nói chung là thành quả bên đây được 2 con vậy là cũng phê rồi nha mọi người. Đó, lần đầu tiên đi bắn cá được 2 con. Thôi bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Mọi người thấy video hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận với nha. Thôi bye, chào tạm biệt mọi người nha.